vợ xuống tay với chồng vì bị bắt đẻ con trai. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Chỉ vì sinh toàn con gái, Bùi Thị Dung đã phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng. Trong một cơn điên loạn, Dung đã tước đoạt mạng sống của chồng mình. Giờ đây, Dung phải sống trong rằn vặt suốt quãng đời còn lại nơi trại giam và bị chính đứa con của mình ruộng rẫy. Hãy cùng PKT lật mở toàn cảnh vụ án kinh hoàng này. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tàn nhẫn rất cao. Vì vậy, mọi người hãy cân nhắc trước khi xem. Bi kịch của người phụ nữ không biết đẻ con trai Chỉ vì không sinh được quý tử để nối dõi tông đường, Thị Dung đã bị chồng khinh miệt, coi thường, mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm. Dung đã ra tay tiễn chồng bằng 19 nhát búa, sau đó tạo ra hiện trường giả không tỉ vết Thế nhưng tội ác của thị đã bị phơi bày ra ánh sáng. Án trung thân là giá đắt mà người đàn bà này phải trả cho hành động sốc nổi của mình. Tên đầy đủ Bùi Thị Dung, sinh năm 1963, quê quán Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Mức án trung thân. Bùi Thị Dung và ông Nguyễn Quốc Ngạn kết hôn với nhau vào năm 1982. Một năm sau, hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội. Cuộc sống vợ chồng cũng không mấy khá giả, Dung lấy chồng sớm nên ở nhà làm ruộng, con chồng xin đi làm tại một công ty gạch ở thành phố Vinh. Kinh tế gia đình khá giả hơn. Đến năm 1988, Dung lại tiếp tục sinh thêm một cô con gái thứ hai. Những tưởng cuộc sống có bát cơm ăn, có tiếng cười của trẻ nhỏ trong gia đình đã là viên mãn. Thế nhưng khi cô con gái thứ hai chào đời cũng là lúc tình cảm vợ chồng bắt đầu có dấu hiệu dạn nứt. Chỉ vì ngạn thích con trai hơn con gái, Ngạn lúc đầu còn giữ kẽ, nhưng khi thấy đứa thứ hai vẫn là gái đã tuyên bố thẳng thừng là muốn có thằng cu để nối dõi tông đường, chống gậy và thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên đến lần sinh thứ ba Dung vẫn cho ra đời một công chúa nữa. Ngạn từ hy vọng trở nên chán nản rồi sinh ra rượu trẻ cờ bạc, thậm chí là bê tha công việc nên đã bị xí nghiệp gạch nơi anh đang công tác đuổi việc. Đến năm 1996 hai vợ chồng quyết tâm thử vận may lần nữa, nhưng kết cục vẫn là một hoàn châu cách cách ra đời. Sau khi sinh cô con gái thứ tư, thất vọng, chán trường, ngạn bỏ bê vợ con. Khi đứa trẻ con đỏ hỏn, người đàn ông này bỏ vào Đắk Lắc. Một mình Dung vừa chạy chợ vừa nuôi con nhỏ lại phải lo ăn học cho ba đứa lớn. Ba năm sau ngạn trở về, thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Cuộc sống gia đình địa ngục bắt đầu giáng xuống đời Dung. Cuộc sống vợ chồng cơm không lành canh không ngọt cãi vã thường xuyên xảy ra dung luôn là người phải hứng những trận đòn như cơm bữa từ chồng nhưng vì con cái thị luôn lính nhịn ngạn không còn coi vợ ra gì ngang nhiên đi lại với gái mại dâm ở quán cắt tóc gội đầu để mua vui kể cả khi kiếm được một chân trong ban an ninh xóm dù vợ có hết lời khuyên ngăn để giữ lấy hạnh phúc gia đình ngạn vẫn bỏ ngoài tai và vẫn chứng nào tật đấy thậm chí còn ngang nhiên hơn trước Đến trưa ngày 17 tháng 8 năm 2009, sau khi ăn cơm uống rượu với bạn bè tại nhà xong, hai vợ chồng lên ngủ tại giường ở phòng khách. Vợ chồng lại cãi nhau, sẵn có hơi men, ngạn nổi đóa chửi vợ. Trong lúc tức giận, Dung cũng chửi lại chồng, gọi chồng là đổ còn chó. Bị xúc phạm, chồng thò tay xuống gầm giường lấy chiếc búa thợ xây giơ lên tác động vào đầu nhưng Dung đã kịp lấy chiếc gối đỡ được. Khi ngạn tiếp tục vung búa thêm lần nữa thì vô tình chiếc búa vướng vào dây màn, đứt dây và chiếc màn rơi xuống chùm lên người. Thế vậy Dung nhảy xuống đất lấy một chiếc rìu ở gầm giường liên tiếp trao cho người chồng những nhát rìu chí mạng, làm chồng ngã ra giường. Sau khi xuống tay với chồng, thị cầm búa, rìu, đi xuống bếp, mang ra giếng rửa vết huyết rồi vứt xuống ao. Sau đó vào nhà thay quần áo và đạp xe đi sang nhà bạn chơi để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nguyễn Quốc Ngạn tử vong do vết thương quá nặng bởi những nhát rìu ác nghiệt của ác phụ gây ra. Nỗi đau, phụ dẫy tỉnh thân sau khi gây án, quá sợ hãi Dung tìm cách xóa dấu vết và tạo bằng chứng ngoại phạm. Nhưng những cố gắng đó không qua mắt được lực lượng công an. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2009, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, hàng trăm người đã có mặt để theo dõi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vợ sát hại chồng dã man chưa từng có ở Nghệ An. Đứng trước vành móng ngựa, Bùi Thị Dung đã khai nhận chỉ vì nghi ngờ chồng ngoại tình trưa 17 tháng 8 khi hai vợ chồng đang nghỉ trưa thì xảy ra cãi vã lẫn nhau. Sau khi bị Dung chửi, Ông Nguyễn Quốc Ngạn sinh năm 1959, chồng của Dung lấy búa dưới gầm giường tác động vật lý với Dung. Ngày ra tòa, các con Dung cũng đến dự nhưng với tư cách là thân nhân bị hại, đứng trước vành máu ngựa. Trong khi những người hàng xóm cố gắng bảo vệ Dung thì đứa con thứ hai lại yêu cầu tòa xử tử hình mẹ. Ngày con khẳng khái trước tòa, nợ máu phải trả bằng máu, bùi thị Dung như đứt từng khúc ruột. Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao lại quyết tâm tấn công chồng đến tử vong, Dung khai, nếu anh không chết thì anh cũng đánh còn chết. Có một điều đau lòng tại phiên tòa là khi luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi cháu Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1990 con gái của bị cáo và nạn nhân cháu có tha thứ và xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ cháu không? Cháu Hạnh bật khóc. Chúng cháu không bao giờ tha thứ cho mẹ. Mẹ đã ra tay với cha. Mẹ không đáng được sống. Cha cháu có làm thế cũng chỉ vì mẹ mà thôi. Hành vi của bị cáo Bùi Thị Dung là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên án tù trung thân đối với bị cáo Dung. Bản án đã nhận được sự đồng tình của hàng trăm người dân có mặt tại phiên tòa. Nghĩ vì cuộc đời đã qua và sự lạnh nhạt dùng rẫy của con, Dung cũng không xin giảm án hay kháng cáo mà chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật và coi như đó là cách để trả nợ đời. Thế nhưng những ngày đầu nhập trại đối diện với bốn bức tường trại giam, nghĩ về những ngày khổ cực đã qua và tình cảm nhạt nhòa của đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Dung chỉ muốn giải thoát khỏi cõi trần ai đau khổ này. Một đêm tôi viết một bức thư dài ba trang giấy gửi các con, rồi lấy chiếc khăn tang buộc lên cửa sổ nhưng được phát hiện và cứu sống. Do vẫn phải sống trong sự dằn vặt của bản thân nên tôi tiếp tục nuôi ý định. Lần thứ hai lúc đó khoảng 2 giờ sáng cả buồng giam đã đi ngủ. Tôi lặng lặng mang chiếc bật lửa mua của một phạm nhân rồi quấn màn lên người và châm lửa đốt. Chắc do tôi cao số nên lần này cũng không chết được. Qua hai lần bất thành, Tôi bỏ ý định kết liễu đời mình, tôi quyết sống để trả nợ đời. Dung bỏ lửng câu nói của mình ở đó, cũng chính vì hận con, giận người nhà chồng nên sau khi chuyển lên trại giam số 6, Dung nhất quyết không gặp hay nhận quà thăm nuôi của bất kể đứa con nào hay gia đình bên nội. Thế nhưng là một người mẹ dù đau xót vì bị chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra ruồng bỏ nhưng làm sao mà không quan tâm con cái sống thế nào được. Dù cắt đứt mọi quan hệ với con, nhưng Dung vẫn cập nhật cuộc sống của từng đứa qua những người thân bên ngoại lên thăm nuôi. Trong số 4 cô con gái thì ba cô đã lấy chồng, đứa út hiện đang học cấp 3. Lúc bị bắt tôi chỉ sợ không còn bố mẹ nó sẽ phải bỏ học giữa chừng nhưng giờ thì cũng yên tâm được phần nào rồi. Đứa con thứ hai cũng là đứa làm tôi đau nhất khi đòi tòa tử hình mẹ hiện đang mang thai đứa con đầu lòng chuẩn bị sinh nở. Như thế đối với tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi không cầu mong được các con tha thứ. Hiện giờ tôi chỉ muốn thật tĩnh tâm để đối diện với thực tại. Kết cục của ngày hôm nay là do tôi tự tạo ra, tôi không trách móc ai cả. Bản án lương tâm cũng chính là bản án đời mà tôi phải lãnh nhận. Sẽ theo tôi đến hết cuộc đời này, tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt, không phải hy vọng đến ngày trở về mà để lòng mình thanh thản hơn. Bùi Thị Dung, Bùi Ngồi Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ